các bạn quay trở lại với chuyên mục chuyên review những chiếc xe đạp chất và rẻ. Thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn một mẫu xe của thương hiệu Accord. Và chiếc xe này có mã là 6100 SC nha các bạn. Thì hiện tại thì cũng rất là nhiều bạn đang thắc mắc rằng là Accord là một cái thương hiệu xe đạp của nước nào và nó được sản xuất từ đâu. Thì mình nhân tiện đây mình cũng xin thông tin cho các bạn luôn. Accord là một cái thương hiệu xe của Đài Loan. Và họ có hai nhà máy sản xuất, một là ở Thái Lan và một là ở Trung Quốc. Thì nhưng mà hầu hết hiện tại tất cả cái sản phẩm mà trên thị trường Việt Nam hiện tại thì đều có xuất xứ từ nhà máy sản xuất ở Trung Quốc. Bởi vì cũng một cái công nghệ xe, cũng một cái vật liệu sản xuất xe và sản xuất cùng một công nghệ luôn, thì cái giá thành sản xuất ở Trung Quốc nó lại rẻ hơn các bạn ạ. Và khi mà về thị trường Việt Nam á, thì nó cạnh tranh tốt hơn so với tất cả những cái dòng xe của hãng khác. Với mức giá là 3.590.000 thì nó sở hữu là khung nhôm tay đề Shimano 3 đĩa 7 lít và phuộc nhún hai chế độ khóa và không khóa, cộng với lại một cái núm điều chỉnh cái phuộc này theo một cái mức mà các bạn yêu cầu, tùy từng cái cung đường mà các bạn muốn cái phuộc nhún này nó hoạt động như thế nào. Thì đấy là mình sơ bộ về một chiếc xe 6100 SC cho các bạn cùng tham khảo. Bởi vì theo mình thấy thì với cái tầm giá 3.590.000 đó các bạn, và trên thị trường thì chỉ chênh lệch nhau khoảng tầm 50-100.000 tùy từng cái địa điểm mà các bạn tham khảo. Thì với cái mức giá đó thì các bạn có thể là sở hữu được một cái xe mà có cấu hình tốt như vậy rồi. Ok, bây giờ mình sẽ review chi tiết từng cái bộ phận như là khung xe, lốp xe, niền xe, bánh xe cho các bạn cùng tham khảo nhé. Và bây giờ mình sẽ review cái phần khung xe cho các bạn cùng tham khảo. Thì như lúc nãy mình đã nói, đây là một chiếc xe khung nhôm các bạn ạ. Mà một chiếc xe khung nhôm thì dĩ nhiên rồi, bạn có thể dùng một tay bạn xách lên. Cái này rất là tiện lợi cho các bạn khi mà các bạn đi, các bạn gặp một số cái địa hình mà mình không thể nào mình đạp xe được, hoặc là một số chỗ mình không đạp xe được, thì các bạn tự tin và nhắc chiếc xe này mình lên thôi, rất là nhẹ các bạn ạ. Rồi, phần khung nhôm nhẹ, khá là nhẹ nha các bạn. Tiếp theo là phần mối nối của phần khung xe này. Thì cái phần mối nối của phần khung xe, một lát nữa mình sẽ chụp hình và review chi tiết cho các bạn cái phần mối nối khung xe. Đây là cái phần mối nối khung xe bằng vây cá các bạn ạ. Và sau khi cái khung này họ hàn xong, họ xử lý xong thì họ sẽ sơn lên đây một cái công nghệ sơn, nó là sơn tĩnh điện 3 lớp. Thành ra nó rất là bền nha các bạn. Các bạn không phải lo cái việc rằng qua thời gian sử dụng thì nó bị gỉ sét nếu mà các bạn biết cách bảo quản. Và cái phần in sơn tĩnh điện 3 lớp các bạn, thì đối với phần khung xe, đối với mẫu xe này thì nó nhà máy, nhà sản xuất họ đưa ra rất là nhiều phiên bản màu các bạn ơi. Thì có rất là nhiều phiên bản màu cho các bạn lựa chọn, ví dụ như là xanh dương đen, đỏ đen, vàng đen, thì tùy theo cái sở thích, cái cá tính của mỗi người thì các bạn sẽ chọn được một cái phiên bản màu phù hợp. Thì cái phần phiên bản màu mình sẽ để cái link ở phía dưới cho các bạn cùng tham khảo. Thử cho các bạn xem cái phuộc nó vận hành như thế nào. Và thứ hai là cái mirror nha các bạn. Đầu tiên là cái này đi. Mình chỉ cần quay nhẹ một cái nha các bạn, thì nó quay rất là có chớn luôn. Rồi. Và tiếp theo thì mình sẽ test thử cái phuộc này cho các bạn xem để nó vận hành như thế nào. Và các bạn để ý cái phần này nha, cái phần này là cái phần nó sẽ nhún xuống khi mà mình bóp hai cái thắng lại đây. Đó. Cái này là phuộc dầu nha các bạn, cho nên nó rất là nhạy. Bây giờ mình sẽ review cái phần cốt yên xe các bạn cùng xem nha. Đây là cốt yên xe của cái chiếc xe Accord này. Thì khi mà các bạn mở thì các bạn chỉ cần giật cái chốt này ra thôi, nó rất là đơn giản. Đấy. Và cái phần cốt yên này á, thì sau đây có một cái dãy số, nó là cái kích thước của cái người ngồi trên xe, làm sao các bạn đẩy cái cốt yên này nó chốt xuống như đây. Thì theo những cái mức sau đây thì làm sao các bạn chốt, làm sao để cho nó thoải mái nhất, phù hợp với chiều cao của mình, phù hợp với vóc dáng của mình, để làm sao khi mà các bạn đạp xe thì nó ở cái trạng thái là thoải mái nhất và nhẹ nhất cho các bạn. Đấy. Tiếp theo là cái phần cốt yên này, yên đây thì nó sử dụng cái loại cốt yên giống với cái cốt yên của xe đạp
những cái dòng xe đạp cao cấp nha các bạn, như là kiểu một số dòng xe cao cấp của Yan hoặc là Trinity chẳng hạn. Thì nói chung là những cái dòng xe mà bình thường mình tham khảo trên thị trường á, thì dòng xe khoảng tầm 3 triệu mấy á, thì nó không có cái phần này đâu các bạn ạ. Nó chỉ là một cái phần rất là đơn giản, nó có hai con bù lông bên đây và nó vặn vô thôi. Còn đây là nó là người ta làm một cái cốt in nó rất là chuyên nghiệp và rồ đó các bạn. Rồi cái phần yên xe của cái mẫu xe này thì phần yên xe nó có một cái lỗ chính giữa để cho các bạn cảm thấy thoải mái nhất khi mà mình đạp xe. Nó giống như một số cái mẫu xe địa hình của một số cái hãng cao cấp đó các bạn, thì nó có thiết kế phần khí động học ở đây cho các bạn. Cái nữa là cái phần yên xe thì người ta làm bằng da công nghiệp loại cao cấp nha các bạn. Đó thì bây giờ mình sẽ bỏ nó lại. Đây là tất cả những cái gì mà cái phần yên xe này trên này có, thì mình đã review cho các bạn cùng tham khảo rồi. Đấy, bây giờ các bạn đẩy cái chốt này luôn thì nó sẽ cứng lại đó. Và cái phần này thì khi mà các bạn muốn đẩy để cái yên này muốn tới hoặc là lùi ra phía sau hoặc tới phía trước, thì các bạn mở cái chốt đây và đẩy ra phía trước và xong mình siết lại thôi. Mình sẽ review cho các bạn xem về cái phần phía sau này của xe. Thì cũng như bánh trước thôi các bạn, phần bánh phía sau này cũng sử dụng bánh 26 in đùm nhôm cao cấp. Và cái bộ đề này là bộ đề của Shimano nha các bạn, Shimano Tourney, cái group Shimano Tourney. Mình có đạp thử rồi các bạn ạ. Và một số khách hàng họ cũng đã mua về, họ sở hữu và họ đánh giá rằng cái xe này đạp rất là nhẹ các bạn ạ. Thì một lát nữa mình cũng sẽ đạp thử cho các bạn cùng xem. Và cái bộ rốt Shimano này thì sang số rất là nhẹ nha các bạn. Và phía trước thì 3 dĩa và phía sau thì 7 lip, nó tương ứng với nó là 21 tốc độ. Thì tùy theo từng cung đường nào đó các bạn có thể sử dụng cái tốc độ nào cho nó phù hợp. Khi ví dụ như một số bạn muốn tập thể dục, muốn đạp nhiều, thì mình sử dụng cái bộ số phía trước với sau nó kết hợp với nhau sao cho mình đạp nhiều. Rồi còn cái phần này các bạn thì nó thực ra là cái xe này nó có thêm một cái bộ gọi là chắn bùn phía trước và phía sau nữa, thì ở đây mình không có mang theo thì mình không có review cho các bạn xem được. Tuy nhiên khi mà các bạn mua xe thì ở đâu cũng vậy thôi, người ta sẽ kèm theo cho các bạn một cái bộ chắn bùn phía trước và phía sau luôn. Thì mình thấy cái mẫu xe này các bạn, đối với cái mẫu xe này thì tầm giá của nó là 3 triệu rưỡi đến 3 triệu 6. Và cái cấu hình cái sơ bộ của nó là khung nhôm Rob Shimano thắng đĩa trước sau, cuộc nhún hai chế độ và có thêm cái núm giảm hành trình nữa. Rồi 3 đĩa 7 lip thì được bảo hành 5 năm và phụ tùng thì 1 năm. Thì mình thấy cái mức giá này nó rất là hợp lý đó các bạn. Thì đây là một cái chiếc xe rất đáng để các bạn tham khảo khi muốn sở hữu chiếc xe. Và cái chiếc xe này thì hầu như là những bạn mà học sinh hoặc là những cái anh chị tập thể dục muốn tập thể dục, hoặc là anh chị nội trợ muốn di chuyển ở cái khoảng cách ngắn gần nhà, thì cái này đều sử dụng rất là ok đó các bạn. Và nó phù hợp với chiều cao từ 1m55 cho đến 1m80 các bạn ạ. Đó, cái khoảng chiều cao cũng rất là phù hợp với cái mức đó. Và một lát nữa thì mình sẽ chạy thử vài vòng cho các bạn cùng tham khảo để thấy cái xe này nó vận hành như thế nào. Và nếu mà các bạn thấy cái video này hay thì các bạn nhớ like, subscribe và ủng hộ kênh của mình nha. Xin chào tất cả các bạn và xin gặp lại ở cái mẫu xe mình sẽ review tiếp theo. Ngày mai mình sẽ review một chiếc Phoenix các bạn ạ. Xin chào các bạn. Sáng